thai phụ mắc COVID cần điều trị ra sao? Tùy thuộc vào tình trạng nặng, nhẹ của triệu chứng, thai phụ nhiễm COVID sẽ cần có các phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm 1. Những trường hợp cách ly tại nhà. Thai phụ là F0, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền đã điều trị ổn định, không báo phì, sau 7 ngày được điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được cho về tự cách ly và điều trị tại nhà. Những trường hợp dương tính nhưng có tải lượng virus thấp cũng có thể đưa về nhà theo dõi điều trị bởi khả năng lây nhiễm với những người xung quanh rất thấp, đặc biệt là người đã tiêm vaccine trước đó. Thai phụ F0 sẽ được tiếp tục xét nghiệm tại nhà vào ngày thứ 14 và 21. 2. Khi được cách ly điều trị tại nhà, mẹ bầu cần lưu ý. Mang khẩu trang thường xuyên, trừ những lúc ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thay khẩu trang 2 lần trên ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, nhà vệ sinh. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần trên ngày, nhất là khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Uống đủ nước, bù nước bằng nước điện giải. Khai báo y tế ít nhất 1 lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng khai báo y tế điện tử. Có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày. Lưu số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ. 3. Trường hợp nhập viện điều trị. Khi thai phụ có những biểu hiện dưới đây, người thân cần chuyển ngay thai phụ đến các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Dấu hiệu nặng, sốt trên 38,5 độ C, thở nhanh hơn 20 lần trên phút, đau tức ngực. Dấu hiệu cấp cứu, tím môi hoặc tím đầu chi, thở nhanh hơn 30 lần trên phút, lừ đừ, ly bì khó đánh thức. Trên đây là những chia sẻ giúp mẹ bầu hiểu và nắm được các phương pháp điều trị cơ bản khi mắc COVID. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.